Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn khi mà mình xây nhà mới đó các bạn, thì mình có nên làm những cái hố ga ở trong cái ngôi nhà của mình hay không ha các bạn ha. Cái đó là cái thứ nhất, và cái thứ hai đó là cái cách mà mình chống hôi cho toàn bộ những cái toilet ở trong nhà mình bằng một cái vật liệu rất là đơn giản các bạn và rất là hiệu quả ha. Thì ở trong những cái hố ga này đó các bạn, là nó có cái đường ống nước xả và nước thoát, và cái nhiệm vụ của cái hố ga này đó các bạn là để nó ngăn lại những đất cát, những rác rưởi nó giữ lại ở trong cái hố ga này. Và nhiệm vụ kế tiếp á, là nó sẽ ngăn cái mùi hôi và nó không cho cái mùi hôi và nó bốc ngược lên những cái toilet ở trong phòng trong nhà của mình các bạn ha. Sau khi sử dụng được một thời gian đó các bạn, thì nó sẽ gặp những cái phiền toái, những cái rắc rối đó. Và cuối cùng á, mình phải đập cái hố ga này và mình đấu cái đường ống trực tiếp nó đi ra cống luôn các bạn ha. Cái nguyên nhân thứ nhất đó các bạn là cái mùi khi mình đặt cái hố ga ở trong nhà mình đó các bạn, và cho dù mình có đậy nắp đan lên những cái miệng ga này, thì cái nước ở trong cái hố ga này nó giống như là nước tù các bạn, thì nó sẽ có mùi hôi, và chính cái mùi hôi này á nó bốc lên qua những cái kẽ đan khi mà mình đặt lên trên cái hố ga này ha. Và cái trường hợp thứ hai đó các bạn, nếu như mà mình đậy cái đan lại đó và mình chám chét bê tông hết á, thì nó không có mùi. Tuy nhiên ở cái hố ga này á, nó giữ đất cát lại ở trong cái hố này. Nếu trường hợp mà mình đậy cái đan lên mà và mình chám chét xi măng và mình dán gạch lên trên này đó các bạn, thì khi mà đất cát nó đóng ở trong đây nhiều á, thì bắt đầu nó sẽ tắt, nó sẽ nghẹt. Thì lúc này mình phải đục gạch và khui tấm đan lên, mình mới móc hết đất cát sình bùn ở trong này, thì lúc đó mình mới sử dụng này được các bạn ha. Thành ra đó các bạn, mình thấy nó rất là bất tiện vô cùng. Thì khi mình xây nhà đó các bạn, đối với những căn nhà phố đó mà mình có đường cống của nhà nước á, đi ở trước nhà mình đó các bạn, thì mình khuyên các bạn á, nên đi thẳng một cái ống trực tiếp từ trong nhà ra tới cống luôn, và tuyệt đối các bạn không nên làm cái hố ga này. Thì khi mà đi những cái ống nước thoát sàn như vậy đó các bạn, thì nó đã có cái độ dốc, thì khi mà mình sử dụng, mình tắm giặt ở trong nhà tắm đó, đất cát nó sẽ rơi xuống những cái đường ống này, và khi mình dội nước đó các bạn, theo cái độ dốc và đất cát nó sẽ đi ra ngoài cống cái của nhà nước hết ha. Thì đối với những cái đường cống có những cái hố ga của nhà nước đó các bạn, thì hàng năm hàng quý á, thì có người đến nạo vét và mình sẽ đóng tiền cho cái đội ngũ đó các bạn ha. Thì lúc này mình sử dụng rất là thuận tiện. Rồi ví dụ đó các bạn, ở đây đó là cái đường ống từ trong nhà mình đi đến cái hố ga, và ở bên dưới này là cái hố ga ha. Và cái ống này á là cái ống để nó chảy ra cái đường cống thoát nước của nhà nước ha. Thì khi mà mình sử dụng đó các bạn, thì nước nó sẽ chảy ra đây và đất cát nó sẽ lắng xuống bên dưới này, và cái mực nước nó ngăn lên đến đây, và tiếp tục mình sử dụng đó các bạn, thì nước bắt đầu nó dâng lên đến đây, đi vào cái ống này và nó sẽ chảy ra cái đường cống chính ha. Thì khi cái co này đó các bạn mà nước nó ngập lên trên này á, thì nước nó ngăn cái mùi hôi ở bên trên cái hố ga này, và cái mùi hôi này đó các bạn nó sẽ không có luồn được vào cái ống này ha. Và cái kế tiếp đó các bạn, nếu trường hợp mà cái đường ống của mình đó các bạn và đi ra cái hệ thống cống công cộng của nhà nước đó các bạn, thì lúc này đó ở dưới cái hố ga của cái cống này, bao nhiêu nhà xài, bao nhiêu cái đường ống nước thải nó đưa ra đây, nó đều sổ ra đây hết. Thì cái chỗ này đó các bạn nó rất là hôi. Thì như các bạn cũng biết á, khi mà mình đi ngoài đường đó các bạn, ở những cái hố ga ở ngoài đường á, những cái hố ga mà ở á, thì khi mình đi cái trời nắng qua nó sọc cái mùi lên, các bạn thấy nó rất là khủng khiếp ha. Thì trong trường hợp này á, nhà mình nó cũng vậy các bạn. Cái mùi hôi nó bốc lên và nó luồn theo cái ống này, nó luồn theo cái ống này và bắt đầu nó đi vào những cái toilet, thậm chí lầu 1, lầu 2 nó đều bốc lên hết các bạn, càng cao nó càng bốc nhiều nữa. Và nó làm cho cái toilet của nhà mình đó các bạn, nó rất là hôi hám và nó rất là khó chịu ha. Thì để khắc phục được cái trường hợp này đó các bạn, thì mình cũng đã thử nhiều cách rồi các bạn, nhưng đều thất bại hết các bạn. Ví dụ như cái cách này nè, ở đây đó là cái đường ống nước thoát sàn, nó đi ra đến miệng cống ha, và đến ngay chỗ này mình gắn cho nó một cái lơi, và chỗ này mình gắn cho nó một cái co. Thì khi mình sử dụng đó các bạn, thì nước á nó sẽ đầy lên đây, và cái mực nước ở đây á, nó sẽ cao hơn cái chỗ cái góc này, và chính cái nước này nó sẽ ngăn cái mùi hôi, không cho cái mùi hôi nó đi ngược vào trong cái đường ống và nó bốc lên trên những cái toilet ha. Thì cái này đó các bạn xài cũng chỉ được một thời gian thôi các bạn. Lý do á, là khi á, mình sử dụng đó các bạn, thì đất cát á, nó sẽ động ở trong những cái co này, và đối với cái áp lực nước khi mà mình xài ở trong toilet đó các bạn, thì nó không thể nào nó tống nổi cái cát này ra hết, và cứ như vậy theo một thời gian thì cái cát ở trong này nó sẽ đóng lên, và khi cát nó đóng lên nó kết hợp với xà bông, tóc tai, và bắt đầu nó sẽ đóng đây, bắt đầu nó sẽ nghẹt các bạn. Nếu như mà nhà mình xài mà nhiều nhiều á, thì chắc khoảng 4-5 tháng là nó sẽ bị nghẹt chỗ này.
Vậy thì đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ áp dụng theo cái nguyên lý của cái hố ga. Thì khi cái đường ống thoát sàn mình đi về cái hố ga đó các bạn, và mình cắm cho nó một cái con ở tại đây. Và khi mình sử dụng đó thì nước nó sẽ dâng lên, nó sẽ dâng lên qua khỏi cái miệng con này. Và chính cái nước này nó sẽ ngăn cái mùi hôi đi các bạn ha. Nếu như vậy đó các bạn, trong cái trường hợp này á, mà cái đường ống mình đi trực tiếp ra cống đó, thì mình chỉ dùng một cái co một thôi các bạn. Và mình sẽ cắm thêm một cái đoạn ống cho nó ngập sâu vào trong cái nước đó các bạn, khoảng 10 cm là được các bạn ha. Thì lúc này rất là an toàn các bạn. Và khi mình sử dụng đó các bạn, thì nước nó sẽ theo cái ống này, và rác rưới á, nó cũng sẽ theo cái ống này, nó sẽ tống xuống cái hố ga công cộng các bạn ha. Thì lúc này mình không có lo nạo vét và cũng không có sợ cái mùi hôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Và khi mà mình lắp cái co này đó các bạn, ở cái đường ống này nè, thì mình nên dán keo vào đây. Còn ở cái đầu co này á, thì mình không nên dán keo các bạn ha. Mình để nó sống luôn, để khi mà nó có trục trặc gì đó các bạn, mình còn mở cái thằng này ra được. Và mình còn thông, mình còn ngoáy, mình còn xúc rửa ở trong cái đường ống này được các bạn ha. Mình không nên dán keo chỗ này.